Phụ nữ tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Tỵ đa phần là những người hoạt bát, linh hoạt và năng động, là những người phụ nữ chịu thương chịu khó, tháo bát và bận rộn từ công việc nhà cho đến công việc ngoài xã hội. Môi trường đã tạo cho những người phụ nữ này một sự cắn răng chịu đựng, một sự vất vả ngược xuôi nhưng không hề kêu than hay là oán trách số phận. Có thể nói rằng là những người phụ nữ này sinh ra là để dành cho gia đình. Đó là cái sự lo toan, một sự chịu đựng, một sự chăm sóc cho gia đình mình, nuôi dưỡng con và chăm sóc chồng, cũng như là gia đình cả hai bên và ngoài xã hội. Cuộc đời của họ thực sự là một cuộc đời buôn ba ngược xuôi, vất vả, chạy ngược chạy xuôi, lo toan những cái nỗi lo mà những người khác không thể hiểu được. Đó là cái môi trường để cho những người phụ nữ này mạnh mẽ và cứng cỏi trong cái cuộc sống gia đình cũng như là cuộc sống về công việc ở ngoài xã hội. Đến hậu vận thì những người này có thể sướng về con cái, nhưng cuộc sống vẫn cứ vất vả triền miên, vẫn cứ lo lắng, lo toan hết việc này đến việc khác. Hầu như đối với những người phụ nữ này, không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình, không có thời gian chăm chút, chăm sóc cho bản thân mình. Tất cả thời gian từ công việc cho đến sự chăm sóc đều dành cho người khác hơn là bản thân mình. Hậu vận có thể sướng nhưng vẫn là lao tâm khổ tứ, quý vị nhé.